Thì video ngày hôm nay tôi sẽ nói lại một lần cuối để cho các bạn hiểu rõ hơn Đấy là bên mình có website đàng hoàng Website là gì? Website là nơi niêm yết công khai, minh bạch Tất cả mọi sản phẩm ở bên mình kinh doanh Có hàng zin nguyên bản đẹp keng, có hàng zin nguyên bản đẹp 99 Có hàng zin nguyên bản sạc ít pin 100 Có cả hàng zin nguyên bản new chưa kích hoạt Tất cả mọi sản phẩm đều được niêm yết và công khai, minh bạch về giá Các bạn nhớ điều đấy nhé trên pet thỉnh thoảng bên mình có đăng những cái hàng thanh lý hàng thanh lý là gì có những cái máy bọn mình bán ra nó bị lỗi lỗi thì phải thu hồi lại thu hồi lại phải mang đi sửa sửa xong thì phải bán thanh lý chứ không phải bảo đấy là ui giời máy bán ra không có cây nào lỗi không phải có những cây máy lỗi lỗi thì nhập lại và sửa sửa xong bán thanh lý có những cây máy khách lên đời những cây máy của khách bị lỗi lỗi thì sửa cho khách xong mang đi thanh lý cho khách rồi là có những cái máy khách mang quay lại lên đời những hình thức của nó xước cấn móp thì cũng thanh lý cho khách Cả đấy người ta gọi là hàng thanh lý. Hàng thanh lý thì cũng là theo giá niêm yết ở trên web. Chẳng qua ở trên web nó không thể nào có được cái danh sách hàng thanh lý tại vì là mỗi con một tình trạng khác nhau cho nên là không có giá niêm yết. Thì ở đấy người ta sẽ căn cứ theo cái giá niêm yết của hàng đẹp keng để người ta trừ đi tiền. Ví dụ đơn giản như này, một con máy đang có niêm yết giá hàng đẹp keng là 10 triệu. Hàng thanh lý bọn mình bán là 7 triệu, thì khi nhận hàng thì trên cái tờ phiếu bảo hành ấy sẽ có ghi rõ đấy là máy thanh lý trừ 3 triệu, ví dụ sửa trên men thì ghi đấy là trừ 3 triệu, do là sửa trên men. Thì cây máy đấy sau này bọn mình nhập lại khi khách có nhu cầu muốn lên đời, thì bọn mình sẽ nhập lại bằng giá limit tại thời điểm, trừ đi cái khoản tiền mà ngày trước khách được trừ, ví dụ như một năm sau khách mang quay lại lên đời mà cây máy đấy đang được bán giá niêm yết ở trên web là 9 triệu thì bọn mình sẽ nhập lại cây máy đấy là 6 triệu. Các bạn hình dung không? Có nghĩa là đã trừ đi 3 triệu ngày trước khách được giảm. Thì ở đây tất cả mọi sản phẩm, nhớ nhá, tất cả mọi sản phẩm kể cả hàng thanh lý, nó cũng là lấy giá niêm yết theo giá web, lấy giá niêm yết theo giá web chứ không phải bọn mình bịa ra được. Đơn cử ví dụ như cây máy này, khách không phải mua bên mình. Cây này không phải mua bên mình tem không phải bên mình nhá. Máy zin nguyên bản hình thức đẹp 99 Ví dụ mình đang bán giá là 12 triệu Thì cây máy này khi khách mang qua để Khách bán lại cho bên mình Bọn mình sẽ nhập lại cây máy giá là 11 triệu rưỡi Mình phải lấy giá limit theo web Chứ không phải đấy là mình bán giá là 12 triệu Khách mang qua mình bảo đấy là À em nhập lại cái này cho anh là 11 triệu hoặc là 10 triệu rưỡi Không có Tại vì chính sách của bọn mình đấy là Nhập lại tất cả mọi sản phẩm theo giá niêm yết ở trên web trừ đi 500.000 nếu khách có nhu cầu muốn lên đời và nếu khách muốn có nhu cầu bán cái máy đấy thẳng cho bọn mình mà không muốn đổi sang cái máy khác bọn mình sẽ nhập bằng giá niêm yết ở trên web trừ đi một triệu miễn sao cây máy của khách nó là hàng di nguyên bản và đẹp như những cây máy bọn mình bán ra chính sách nó rõ ràng như thế thế nên là phải căn cứ theo giá ở trên web chứ đừng có vào bảo đấy nè ơ sao dạo này ông lại không đăng giá lên trên pết nữa pết không phải là thứ báo giá các ông phải nhớ điều đấy Web sinh ra nó giống như một cái cửa hàng Chứ không phải là cầm cái loa, cái pet nó giống như cái loa Cứ cầm hoang 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 này Ôi hôm nay tôi có hàng giảm giá đấy Hàng hôm nay năm củ Mua vào bốn củ bán năm củ không có Bọn tôi mua bán rõ ràng Giá niêm yết ở trên web như thế nào Thì bọn tôi nhập lại nó như thế Và chính sách của bọn tôi như thế nào Bọn tôi có nói công khai trực tiếp ở trên web rồi Thế nên là nếu cần ấy muốn biết cây máy nó có giá bao nhiêu cứ lên trên web ví dụ như đợt event này được giảm là 300.000 thì lấy giá niêm yết trên web trừ đi 300. cây máy này được giảm đi 2 triệu vì là hình thức của nó cấn móp sức mẻ lấy giá niêm yết trên web trừ đi 2 triệu thế là xong. Thế nha.